Với phương châm sống là chia sẻ, thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta đã xuất hiện nhiều các đội hội thiện nguyện tích cực giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Hơn một năm nay, đều đặn vào thứ Bảy, tuần thứ Tư hàng tháng, gia đình em Hoàng Minh Châu ở xã Trung Hương, huyện Yên Mỹ lại nhận được 10 kg gạo và 300.000 đồng trợ cấp từ câu lạc bộ Thiện Nguyện Tâm Hương. Gia đình em Châu có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, em mồ côi mẹ lúc 7 tháng tuổi. Bố bỏ đi biệt tích, em phải sống cùng với bà ngoại đã gần 80 tuổi già yếu. Vì vậy, sự hỗ trợ của câu lạc bộ chính là điểm tựa giúp gia đình em vượt qua những khó khăn, vất vả của cuộc sống. Hàng tháng đã được các cô các chú ở câu lạc bộ Tâm Hương đến động viên cháu và bà Lựa tặng gạo và tiền cho cháu. Cháu cảm ơn các cô các chú ở câu lạc bộ. Em Hoàng Minh Châu chỉ là một trong 38 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ đang nhận được sự hỗ trợ hàng tháng từ câu lạc bộ Thiện Nguyện Tâm Hương. Sau gần 2 năm hoạt động, câu lạc bộ đã thu hút được 45 thành viên tham gia. Các thành viên trong câu lạc bộ đầy đủ mọi thành phần lứa tuổi khác nhau, mỗi người hoạt động trong một lĩnh vực, nhưng ở họ, chung một tấm lòng thiện nguyện, họ tìm đến nhau với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé sức lực và tình yêu thương của mình để giúp những hoàn cảnh khó khăn. Hội Thiện Nguyện Minh Tâm được thành lập từ tháng 1 năm 2018 với 22 thành viên. Hàng tháng, các thành viên đều dành 2 ngày cuối tuần để thăm và tặng quà các hoàn cảnh khó khăn. Sau gần 2 năm hoạt động, hội đã tổ chức được nhiều chương trình ý nghĩa như chương trình bữa cơm gia đình tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, xây sửa chữa nhà công trình phụ cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 600 triệu đồng. Có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được cộng đồng giúp đỡ. Đó có lẽ là lý do mà tôi tích cực tham gia thiện nguyện với mong muốn là giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 80 câu lạc bộ, đội thiện nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, trong đó nổi bật lên là câu lạc bộ Tâm Hương, huyện Yên Mỹ và hội thiện nguyện Minh Tâm, huyện Phù Cừ. Trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, trợ giúp cho rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, trở thành địa chỉ đỏ trong công tác nhân đạo tại địa phương. Với tấm lòng thương người như thể thương thân, những hoạt động ý nghĩa của các đội hội thiện nguyện trong tỉnh ta đã và đang trở thành điểm tựa tin yêu của nhiều mảnh đời bất hạnh.